Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh có cường độ yếu và nhanh chóng di chuyển ra phía đông, nên từ hôm nay, nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ sẽ có khả năng tăng trở lại. Tuy nhiên, do tác động của giải hội tụ vắt qua khu vực Lai Châu, Điện Biên vắt sang Cao Bằng, mà trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa phổ biến từ 20-30mm. Còn ban ngày, mức nhiệt cao nhất sẽ phổ biến từ 24-27 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, thủ đô Hà Nội trong hôm nay vẫn còn khá nhiều mây, nhưng từ ngày mai thì trời sẽ hửng nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay khoảng 26 độ. Tối và đêm trời vẫn chuyển rét, hạ về còn khoảng 17 độ. Không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào nên hôm nay các tỉnh thành Trung Bộ ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ có xu hướng tăng khoảng 2-3 độ so với 1-2 ngày trước đó. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ phổ biến từ 26-29 độ và từ 29-32 độ tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho tới Ninh Thuận, Bình Thuận. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của quý vị. Nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 27 độ, còn thấp nhất tối và đêm chỉ khoảng 20-21 độ, trời se lạnh. Quý vị sẽ cần lưu ý trang phục. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hôm nay khá ổn định, chủ đạo là ngày có nắng, đêm không mưa và nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên phổ biến từ 27-30 độ. Tại khu vực Nam Bộ là từ 31-34 độ. Miền Đông có nơi còn trên 34 độ, trời nắng và nóng. Với thành phố Hồ Chí Minh, tiết trời hôm nay khá nóng với nhiệt độ cao nhất là khoảng 33-34 độ. Đến tối và đêm thì lại chuyển mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất còn khoảng 24 độ. Bản tin thời tiết trên nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.